Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú ở ngoài thăm mình vô và Hà Nội vô. Để đứng cậu năm. Không vào chú gửi lên chứ không có nhà. Ngoài, bà con. À, trực tiếp luôn nha, trực tiếp vào hầm mộ của thằng Thanh luôn nha bà con. Trời ơi, bà chú Vũ Linh chứ đâu phải về nhà. Trời ơi, quá quý rồi, trời ơi. Quá luôn, nổi chảy luôn rồi con ơi. Không giống nghệ sĩ đâu. Cái làm gì mà đẹp quá vậy? Hả? Ôi ôi, có làm gì mà đẹp quá vậy? Trời quá trời quá đất luôn quý vị ơi. Trời ơi, đẹp quá con ơi. Cũng có một biết một chút về tâm linh thôi. À, thì ra là vậy. Trời ơi, đẹp quá. Hèn đánh là biết mặt tâm linh ha. Dạ, vậy không, không phải ăn đâu nha. Biết. Dạ, nói về tâm linh thôi con ha. Hiểu. Bác bên hầu đồng. Hầu đồng rồi, à biết rồi. Em đã đoán đúng hay không? Đúng. À, để cho không để thắp nhang, để khán giả thắp nhang. Đề cao cảnh giác nha anh. Nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ạ. À. Nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương. Thánh Vu Lan báo hiếu nguyện cầu cho âm được siêu nhiên được thoát. A Di Đà Phật. Xúc động quá. Xúc động. Bà chị ở trong Đồng Nai này, bà mời chú nhiều lắm đây cũng. Dạ. Mấy vô đó bạn. Dạ. À, khán giả đây gọi là mình cho con hỏi mình phải gọi là chú hay là cô chú ha dạ dạ, dạ chú ha chú gọi là hay đi Hầu Đồng ha Hầu Đồng ha Hầu Đồng thì chỉ có ở ngoài ở ngoài Bắc thôi ha ở miền Nam thì cũng không có có cái Hầu Đồng không trong Nam bây giờ cũng có không có ha trong dạ. Nam này bây giờ cả nước ở đâu cũng có rồi cái Hầu Đồng này là cái nét đẹp văn hóa của đạo mẫu Việt Nam mình dạ. Đúng không đạo mẫu Việt Nam mình đó là có từ đây đây Facebook của bác đây cái Facebook của bác à? Facebook đây này Facebook của bác đây này đây là sen vàng này. Chứ bác lâu lâu cũng hay lên trên mạng lắm nhưng mà bác không có xem bói trên mạng cũng nói chung biết thôi vậy thôi mình nói gì mình nói có gì cô cứ nghe luôn dạ cái tên Facebook của mình đó Facebook của anh là sen vàng sen vàng còn tên ngoài đời là cổ thịt Bắc Trung Nam thì người ta gọi là cổ thịt Bắc Trung Nam luôn miền Bắc miền Trung miền Nam người ta gọi là cổ thịt nhưng bác ít là cái chỗ đông người là bác nói chung là giống như là mình tu nhưng mà mình tu ẩn là chứ không có tu hiện dạ mà cũng không có đầu luôn đó là có là mình từ Thanh Hóa và các cô cô Đồng Nai còn cậu Thanh Hóa đấy cô bác mắt cũng đây cũng vẫn làm từ thiện giống như mọi người đây nhưng bác không gì đây nhưng cái cô bác đi làm từ thiện đây bác không lên trên mạng lắm đâu bác đây xem bói cũng xem bói 46 năm rồi nhưng mà cái lĩnh vực của bác nó lại căn mạng phải theo để hầu các nhà 46 năm là các bác là bác hơn 50 tuổi rồi năm nay là đi năm 2 rồi. Bác đến đây lần đầu tiên hả bác? Lần này lần đầu tiên cơ. Lần này là vào viếng mộ là lần đầu tiên. Còn ngày xưa là Lê Công Tuấn Anh ấy, là mất là bác cũng có ở trong này rồi. Ngày xưa nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh ấy, cũng có. Lê Công Tuấn Anh, dạ có biết. Là từ thời đó lúc đó bác đang bộ đội trong quân đội là bác xin 2 ngày bác lên chấp nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh hả bác? Không bác ngoài Bắc thôi. Không ấy là lên thắp nhang ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Lê Công Tuấn Anh ấy là lúc mất đây là ở cái gì nhỉ? Ở nhà trọ. Không ở gần khu nhà trọ chỗ chỗ Tô Hiến Thành chỗ gần cái chỗ công viên Lê Thị Riêng. Không bác không vào đấy.
người hôm đấy là ở chỗ cái gì nhỉ, gần cái chỗ cổng mà đi vào trại giam Chí Hòa đấy, cái chỗ khu Vô Tây đấy, đường Hòa Hưng, cách mạng tháng 8, đường Hòa Hưng, quận 3, bên quận 3, quận 3, quận 3, 324, hay giỏi, nói số nhà luôn. Nói chung là đây của bác, bác chỉ có vậy thôi. Nãy luôn. Đây của bác. Đây bác với Hậu Đồng xuống chỗ Hoài Linh. Ở bên đường Hòa Hưng, Thất Sơn, là nhà của Đại Xem bói. Chỉ danh hài Hoài Linh hả? Không, tức là chú Hoài Linh á, là đền chú Hoài Linh á, chú Hậu Đồng thì bác cũng lên trên đấy rồi. Dạ. À, cũng có lên trên đền trên đấy rồi. Đây. Facebook của bác đây. Vậy là hiện tại là bác xem bói hả bác? Ừ, bác xem bói. Dạ, bác xem bói. Nhưng mà cái gì cần thiết thì bác mới xem chứ bác, còn bác không. Bác ơi, bác cho con hỏi cái là cái Hậu Đồng á, tại trong Nam cũng có ít biết. Cái Hậu Đồng đó là mình hầu như vậy là nhằm mục đích để cái Hậu Đồng này á, là cái nét đẹp văn hóa của đạo mẫu Việt Nam mình. Dạ. Tức là nó có 4.000 năm rồi. Dạ. Wow. Ví thử như là miền Bắc á, là theo đúng mẫu hệ, còn miền Nam á, thì là người ta tức là có bà chúa xứ Châu Đốc. Dạ. Tức là nó nằm bên cũng bên cõi tiên, cõi Phật, cõi tiên, cõi thánh. Dạ. Này. Dạ. Nhưng mà bác đi khắp cả ba miền Bắc Trung Nam. Dạ. Miền Bắc thì là bác đi Yên Tử, đi Chùa Hương, yeah, đi Mẫu Tây Thiên, đi Đền Hùng, yeah, đi Đền Bà Chúa Kho, rồi đi Đền Mẫu Tam Cờ, Mẫu Tuyên Quang. Yeah. Tháng này đang tháng tiệu ông Bảy Bảo Hà này. Yeah. Đi ông Bảy Bảo Hà này, rồi đi Cô Bé Tân An này, yeah, rồi Mẫu Đông Cuông này, rồi Đền Cô Đôi Cam Đường này, Mẫu Lào Cai này, Đền Đông Hoàng Mười này, Vua Cha Bát Hải Thái Bình này, 14 đời Vua Nhà Trần này, rồi Bà Chúa Thác Bờ này, Đền Dâu Quán Cháo này, Đền Cô Chín, Đền Cô Bơ đấy, Phủ Hà Trung, rồi đền đền Lê Lai, Đền Lê Lợi, rồi vào trong là khu vực miền Trung là đền ông Hoàng Mười, yeah, ông Chín Cờn, yeah, đấy, rồi Mẫu Liễu Hạnh, rồi 10 cô gái Ngã Ba Độc Lập, Bà Chúa Tài Lộc đấy, Vua Lê Quang Trung. Về đến Quảng Ngãi thì là đền thờ bà Thiên Linh Anna Thanh Mẫu Quảng Ngãi. Yeah. Vào Huế thì là chùa Thiên Mụ, rồi Đà Nẵng thì chùa chùa Linh Ứng này, yeah, rồi vào tòa thánh Tây Ninh thì núi Bà Đen này, yeah, Châu Đốc An Giang thì là có bà chúa xứ Châu Đốc An Giang này, yeah, có chùa Đài Loan này, chùa Hang này, về núi Cấm này, yeah, rồi Cha Diệp này, mẹ Quan Âm Nam Hải này, yeah, rồi Bình Dương này thì có chùa Bà Bình Dương này, rồi dòng núi Châu Thới này, dạ, đó, để dạ, chùa Cây Mít này, miếu ông Cù này, miếu ông Cù, dạ, Vũng Tàu thì Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu này, dạ, đấy, núi Dinh này, dạ, rồi các thuyền viện ở dưới phía Đồng Nai, chùa Gia Viên, chùa Viên Giác, về Đà Lạt thì chùa Ve Chai, tức là những cái nơi đó là bác được đi, tức là bác đã bước chân đến đấy, dạ, dạ. Rồi miền Bắc thì có chùa Hương Trong, chùa Hương Ngoài, chùa Hương Trong là Hà Tĩnh, chùa Hương Ngoài là Hà Tây. Bác kể cho con tới sáng. Khi mình đến đó là mình coi quá trời quá. Tức là bác đưa cái đoàn nhà bác đi du lịch, đi lễ. Mình đi tới đó là mình làm vậy phải không? Mình không. Đến Phật đó thì mình tới mình lễ, mình cầu bình an. Mấy những cái chỗ mình kể mình đến. Còn ví dụ như là tiệc hội này mình có điều kiện thì mình bắt ghế mình hầu thánh. Mà mình không có điều kiện mình đến mình dâng nhang mình cầu bình an. Thường mình hầu thánh là ở cái điểm nào ở phủ vậy? Ở chỗ nào mà người ta thích coi nhất và thường thường hay làm chỗ đó nhiều nhất? Tức là ở cái nơi Hậu Đồng bóng là ví dụ như ở ngoài Bắc ấy, thì là mẫu Phủ Dày này, mẫu Sòng Sơn này, đây, rồi đền Vua Cha Bát Hải Thái Bình này, mẫu Đông Cuông này, ông Bảy Bảo Hà này, đền Cô Chín này, Cô Chín Sòng Sơn Thanh Hóa, Cô Bơ Thanh Hóa này, Phủ Hà Trung Thanh Hóa này, đền ông Hoàng Mười Nghệ An này, thế trong Đồng Nai này cũng công Hoàng Mười, ở trên Sài Gòn này thì cũng có đền Vua Cha này, rồi cũng có mẫu Phủ Dày này, tức là nơi nào thờ mẫu, thờ tứ phủ là bên đấy là Hậu Đồng. Này, cái Hậu Đồng là nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình nhá. Này, mà ngày xưa tức là nhà Trần đó thì 14 đời vua nhà Trần đó thì là có đôi cô nhà Trần đó thì báo mộng đó thì ngài dẹp được, tức là ví dụ như là giặc Minh, giặc Tống, giặc ngoại xâm nó lấn chiếm đất nước Việt Nam mình. Cho nên cái đường tâm linh này nó rất là khó con ạ. Ví dụ những người mà người ta lên, người ta cứ đang đứng như thế này, người ta ngã như thế á, vòng người ta vào, người ta ngã ra ngoài như vậy thì mình khó xét lắm. Như ví dụ như là bên các cậu như thế này là ngài lúc nào mà phải là
ăn mặc đẹp đẽ đoan trang xong rồi á, là mình phải ăn chay. Thế xong rồi là mình tắm, mình tẩy nước vỏ gừng, vỏ quế đai hồi đó. Xong rồi là mình ngồi thì thánh mới nhập được. Còn cứ tự như dưng mà đi tới đây kiểu như mà thánh nhập vào đó là giã. Cái đó là giã tạm, không có. Đấy. Thì bác Hầu Hầu Đồng, bác theo thánh là năm nay là 46 năm. 46 năm rồi dạ. Tuổi đời năm nay là 52 tuổi. Còn bác Xem Bói là năm nay là, nếu như tính lúc bác được ăn lộc được xem ấy là cũng 46 năm, từ mùng 2 tháng 2 năm 78. Mà ngày xưa là ngoài Bắc cấm cách lắm các anh nhá. Cứ Hầu Đồng cái người ta tới công an người ta bắt đi, nhưng cái bây giờ thì là xã hội mình tự do, nó tín ngưỡng mà. Này cái tín ngưỡng mà nhiều người ta dựa vào cái tín ngưỡng đó người ta cuồng tiến quá. Này tại vì ấy là khi mà ngày trước ấy là bác ở nhà bác hay nghe tuồng của chú Vũ Linh này đó. Này nhưng mà rồi á là giờ mới có duyên. Tức là khi mới mất được chưa có đủ duyên. Đấy. Bây giờ mới có đủ duyên để mới vô. Đấy, vô thì xuống thắp nhang, đây là mấy chị em còn một xe nữa trên Sài Gòn đem xuống. Bác đeo cái hình này là hình cái gì đấy? Cái này là cái tượng Phật cả. Cái này là tượng Phật. Phật Bà Ngồi. Phật Bà Ngồi. Cái này là tượng Phật. Đó. Đấy. Cái mạng của bác là mạng mộc á, để bác đeo cái này. Đấy, để mình kỵ gió thế con. Đấy, kỵ gió thôi. Đấy. Bác vô chuyến bay của bác hôm mùng bác vô hôm mùng 2. Hồi nãy con thấy bác đưa hình ảnh coi á, là bây giờ hiện tại bây giờ đang đứng đây gọi là bác. Khi mà bác Hầu Đồng gọi là cô hả? Không, bác Hầu Đồng thì gọi cậu chứ không có cô. Cậu à? Cậu. Gọi là cậu. Từ xưa đến giờ mọi người vẫn gọi bác bằng cậu Thịnh mà. À cậu Thịnh. Cậu Thịnh. Còn khi bình thường cứ gọi bác ha. Gọi bằng bác thôi. Dạ, bình thường là mình đến đây là mình chỉ đến là thắp nhang để cầu siêu, để cầu nguyện cho hương linh của chú Vũ Linh được siêu thoát thôi. Chứ nhưng còn... mà khi mình Hầu Đồng là có trống kèn đồ này chứ đâu phải không hay. Dạ. À Hầu Đồng á con. Dạ. Khi Hầu Đồng á thì là có chứ, có trống kèn, có dàn nhạc, có các thứ chứ con. Tức là phải có mới Hầu được đồng chứ không có dàn nhạc thì làm sao Hầu Đồng được. Con thấy bác, con thấy khi mà Hầu Đồng trên quay lên mạng xã hội YouTube á thì cái tới lúc mà gọi là phát tiền á là cái đó là nhằm mục đích gì á bác ha? Cái mà người ta cái đó là cái đó là niềm ví tưởng, nhưng mà Hầu Đồng á tức là cái tiền lộc mà đưa vào cái miền Bắc mình gọi là cái đĩa, mà miền Nam gọi bằng cái dĩa. Cái dĩa. Tức là đưa vào, tức là người ta cho mình lộc á, tức là cái vị thánh đó cho mình lộc. Còn nếu như mà cái vị nào mà Hầu Đồng á cứ cầm tiền tung như thế này này, mà liệu như thế này này là cái đó, tức là người ta cũng là có căn đồng. Nhưng mà với cái dạng tức là thánh dựa vào, chỉ dựa vào thôi, tức là người ta vẫn bị đang vướng về cái ngoại cảm bên ngoài. Hoặc người đang đi như thế này này, hoặc là có một cô nào, cậu nào mà tới đây mà bảo là chú Vũ Linh, chú ốp vào á, cái đó là đồng tà. Chứ không có thánh thiệt. Không phải chính. Không phải tránh đâu, đó là tà. Này, còn khi mà đã nhìn thấy chân linh của chú á, siêu thoát được á, thì nó lại ra một cái nghĩa khác. Này, bởi vì bác với lại mấy chị em ngày hôm nay bảo là mơ thì cứ mơ thấy chú vậy á. Thì mình có duyên mình tới thắp nhang để cầu nguyện cho chú được siêu sinh tịnh độ vậy đó. Ngài cho chú được siêu sinh tịnh độ vậy thôi. Thế còn bây giờ xã hội bây giờ thì nói với tụi con là cái gì? Người chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng mà cái người ta chết mà người ta sống ở trên đời ấy, người ta làm được nhiều cái phước báo á, thì người ta sẽ được về cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Còn ví dụ như trong cái gia đạo nào cũng vậy thôi các. Có nghĩa rằng là trong cái gia đạo mà khi người mất xuống rồi đó, mà ở trên trần gian mà cứ lùm xùm như vậy á, thì nó đang còn một cái ngoại cảnh nào đó, một cái khía cạnh nào đó. Tức là một cái khía cạnh nào đó. Ngày xưa người chết đó thì là các cụ nói là chết là hết, nhưng mà bây giờ chết không hết đâu con. Thời buổi bây giờ không hết đâu. Thời buổi bây giờ ví tự như là ngày xưa bảo nằm đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nhưng đời bây giờ ai làm người ấy chịu à? Này, ví thử bác bây giờ bác đứng đây mà bác nói sai á thì ra ngoài kia nghiệp nó vật bác ngay à? Còn mình làm đúng á thì tự nhiên là chư thiên hộ pháp ngài khai sáng cho mình. Bác nói là ngày xưa chết là hết, bây giờ chết là không hết, là không nghĩa sao bác? Ngày xưa các cụ nói là chết là hết. Nhưng chết không hết đâu con ạ. Chết cái linh hồn nó vẫn còn đang vơ vẩn. Ở trên không trung này. Này, xong cái không quá trình thoát được, không siêu thoát được. Không phải. Đây là con người mình á, tức là nó phải là 7-7-49 ngày người chết là người ta biết chết rồi, con nghe chưa? Xong rồi 49 ngày đó là người ta ăn cơm, tức là ăn cơm âm phủ. Xong tiếp tục tức là
thêm 49 ngày nữa là ăn cơm trần gian, là con cháu là thắp nhang đến 100 ngày. Trăm ngày xong rồi là đưa lên chùa, đưa lên chùa cầu siêu. Cầu siêu thì cái linh hồn đó người ta cảm nhận được, tức là cái thế giới, cái thế giới của người ta thì người ta sẽ tự người ta siêu thoát. Ngày người ta sẽ tự sẽ, tức là các ngài cho siêu thoát, với tự là cái nghiệp không có nặng nề á, thì là có duyên thì người ta có Phật thì người ta về với Phật, có duyên với thánh thì người ta lại về với thánh, có duyên người ta ở bên đạo thì người ta về với Chúa, với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu. Còn nếu như người ta không đủ duyên thì người ta lại về với cụ Huyền Thất Tổ để người ta đào thai lại, người ta làm lại cái kiếp người. Đã, tức là cái kiếp nhân sinh của con người như vậy. Bởi vì con người mình sinh ra là tạo từ 4 thứ luồng không khí, tức là đất, nước, gió, lửa và cát. Rồi cuối cùng thác xác thân này cũng trở về tứ đại. Mình mượn của tứ đại, mình chui ra đến lúc mình trở về cũng trả về cho tứ đại. Nếu như ở trên trần gian với tự nhiên là bác có làm ra 1.000 tỷ, nhưng đến lúc bác chết thì hai tay, tức là bác cũng buông xuôi. Lúc bác giao bằng hai bàn tay trắng, thì đến lúc bác về với các ngài cũng hai bàn tay trắng, thì là nó thanh thản. Còn nói với tụi con thì bây giờ gốc cây nào mà chả không có sâu. Đây, ví dụ cái cây này chăm bón tốt này thì nó ít sâu. Mà cái cây này mà không chăm bón tốt nữa thì rất là nhiều sâu. Vì cái xã hội bây giờ nó như vậy, tụi con hiểu không? Này, xã hội bây giờ bất cứ ở một cái khía cạnh nào nó cũng đều có cái tốt, cũng đều có cái mặt xấu cả. Này, nhưng tất cả đều do cái tâm của mình. Tâm mình là tâm Phật. Phật tại tâm. Nếu như tâm mình tưởng Phật là mình nghĩ tới cảnh Phật. Tâm mình tưởng ma là ra tới cảnh ma. Này, sướng hay khổ là do con người mình tạo nên. Tụi con hiểu không? Sướng hay khổ là do con người mình tạo nên. Cũng như bác từ ngoài Bắc, từ Thanh Hóa mà tự nhiên bác vào trong này thì tự nhiên ngày hôm nay gặp được duyên với các cháu ở đây. Coi như là mình đã có duyên từ một kiếp trước rồi. Có duyên từ nhiều đời nhiều kiếp rồi ngày hôm nay mới gặp nhau. Cũng như thế chú Vũ Linh ấy, bác chỉ có xem ở trên sân khấu thôi. Thế xong rồi có được xem trực tiếp đâu. Nhưng ngày hôm nay tức là chú mất thì như cũng 6 tháng rồi đúng không? 6-7 tháng gì đấy thì bữa nay mới có duyên vào thắp nhang cho chú vậy thôi. Tức là cũng là một cái duyên đấy. Này, cũng là một cái duyên. Kiếp trước không gặp thì kiếp này gặp, mà gặp rồi thì tức là mình lại có một cái nhân duyên. Này, cho nên là các cụ nói là rằng là gì, khi ta ở là nơi đất ở, khi ta đi đất lại hóa tâm hồn. Có hiểu cái câu đấy không? Khi ta đi là đất ở. Tức là khi ta ở là nơi đất ở, khi ta đi đất lại hóa tâm hồn. Hóa tâm hồn. Này. Có hỏi giảng cha câu này Khi ta ở là nơi đất ở, khi ta đi đất lại hóa tâm hồn. Khi con người mình sống ở trên đời này, mình trồng được cái cây phước tốt đó, khi mình về mình vãng sanh đi á, thì mình để cái tiếng thơm cho đời đó. Nó là như vậy đó các. Mình trồng bông thì mình cũng muốn cái bông đấy tốt, chứ không ai muốn cái bông đấy lụi tàn cả. Nghe chưa? Đây là nó là như vậy. Các bác từ miền Bắc vô trong này á, thì bác cũng thấy là rất trân trọng về các các chân linh ở đây và có duyên với chú Vũ Linh, với nhiều chân linh khác nữa. Vì mình người các bác là làm bên tâm linh thì cứ ở đâu có là các bác là cứ đến thắp nhang vậy thôi. Chỉ cầu nguyện và cầu siêu cho các hương linh được siêu thoát. Nguyện cầu cho hương linh được siêu thoát nhiều đời nhiều kiếp. Biết đâu được cái kiếp này bây giờ chú Vũ Linh này chú Vũ Linh vài chục năm sau lại, hoặc là 5-70 năm sau á, lại có một cái vị nào đấy, tức là chú lại đào thai vào một cái gia đình nào đó, tức là lại thành một nhân tài cả. Cái này nó khó. Có cái khó nó cũng có cái dễ chứ không phải gì đâu. Phân tích cái tâm linh này rất là khó lắm con ạ. Đi theo cái đường tâm linh nó khó chứ không phải là dễ. Còn ở đời mình ấy thì các cụ cứ nói là đời chan bạn đời con khát nước. Nhân nào thì quả đấy. Tức là ở cái đời này này, mình gieo nhân thiện mình được gặp quả thiện, mình gieo nhân ác mình gặp quả. Tức là bây giờ là nhân quả nó giả ngay trước mắt luôn. Còn ngày xưa thì các bác thì bác thấy là các cụ ngày xưa cứ bảo là cái đời nhà mày đời cha mày ăn mặn đến đời con khát nước, nhưng mà đến đời bây giờ có ngay luôn. Sao nghe người ta nói là ai ăn lấy no, ai uống ai uống thì nấy đã khác, chứ sao mà là... cha ăn mặn đời con khát nước đâu liên quan gì đâu. Bác cháu đi tiểu tội nó. Không. Đúng rồi, bác cháu đi tiểu tội. Không phải đâu tụi con này, tức là cái câu ẩn dụ của các ngài. Ngài nói để ngài chỉ dạy cái đời con cháu sau này. Cũng như thế cái câu người ta nói là tuồng đời thì ai biết chăng ai. Như mây tam hiệp như trăng khuyết tròn. Đêm tàn tim lụn dầu môn, cái đi thì mất cái còn mỏng manh. Chắc chi bọt nước đầu cành. Cô chú anh chị ơi thì các bác đó là bác ở Thanh Hóa vào.
À, bác là mọi người hay gọi là bác, nhưng mà khi hầu đồng á, gọi là cậu. À, nói chung là nói những cái từ mà có những người mà không biết về hầu đồng thì sẽ rất là hoang mang. Nên thôi, nói nó dài, nó nhiều, nó dòng do quá. Nó không có đi vào cái vấn đề gì cả. Em thấy nó sâu sao của chú anh chị. Nên thôi, em không có tạm thời xin phép không có ghi hình nữa. Chỉ tới đây thôi, cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Tại vì hồi nãy cũng em rất là run sợ vì nghe nói là hầu đồng và coi như là nói về tâm linh đó cả nhà. Một người tâm linh đến viếng mộ cậu. Giờ này mấy giờ rồi anh Bắp? 5 giờ đúng chưa? 5 giờ đúng rồi cô chú anh chị. Nên hồi nãy thì nghe nói về những người đi tâm linh vào mộ cậu Năm thì cũng rất là sợ. Nên em với anh Bắp cũng rất là đề cao cảnh giác, cũng chưa dám về. Hồi nãy đúng ra đáng lẽ là thắp hương là về sớm xíu rồi đó, nhưng mà thấy vừa thắp hương xong thì anh Bắp vừa thắp hương xong thì bác đây tới là nghĩa là có người hầu đồng cô đồng gì đó chuyện về tâm linh, nên em sợ nguy hiểm ảnh hưởng gì tới mộ cậu nên nắng nắng lại xíu. Trên bầu trời thì hiện tại là đang mưa cả nhà, mưa phùng phùng xuống nữa rồi đó. Thôi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào tạm biệt, bye bye cả nhà.